Nhắc đến Mộc Châu bây giờ, mọi người nghĩ ngay đến dâu tây. Hôm nay mời các bạn cùng du lịch Mộc Châu ghé thăm trang trại dâu tây Huy Béo Farm để trải nghiệm hái dâu, thưởng thức dâu và lấy dâu tây đem về làm quả. Huy Béo Farm có diện tích trên 2 hectare, nằm tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Từ thị trấn Mộc Châu đi theo đường vào thác Giải Yếm chừng 3 km, qua một cây sông to ở bên đường thì sẽ có lối rẽ để vào farm. Tháng 11 cho đến tháng 4 là mùa dâu tây Mộc Châu. Hiện tại trang trại đang bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhưng ấn tượng đầu tiên khi tới lại là những ruộng cải ở xung quanh farm đang nở hoa trắng tinh khôi và rất là bắt mắt. Huy Béo Farm đây rồi. Những luống dâu xanh mướt được nằm êm đềm trên lớp ni lông sạch sẽ. Công nhân của farm đang thu hái dâu cho khách. Nhìn những quả dâu đỏ trồng theo những cái luống xanh mướt như thế này, khách du lịch, nhất là trẻ con, thường mê mẩn xách giỏ ra vườn. Đến trang trại dâu tây nào ở Mộc Châu, du khách cũng được thoải mái xách giỏ ra vườn chọn dâu và hái những quả dâu đỏ nhất, to nhất mà mình ưng ý nhất. Dâu tây Mộc Châu đều là giống dâu Hana của Nhật Bản, cho quả ngọt, thịt dày, mềm nhưng vẫn giòn và thơm. Bà con nông dân ở Mộc Châu đều canh tác dâu theo hướng an toàn, tưới phân và sử dụng các chế phẩm vi sinh để chăm sóc cho cây. Do vậy dâu có thể ăn trực tiếp được ngay mà không lo lắng gì lắm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy Béo Farm cũng như mọi trang trại khác mở cửa miễn phí cho khách vào tham quan, thu hái dâu và tại vườn. Dâu hái được sẽ được cân lên, tính tiền và hạnh phúc nhất của một đứa trẻ cũng như một khách du lịch khi đến tham quan vườn dâu là được mang về những trái dâu to, tươi, là được ăn trực tiếp dâu tây tại vườn, là có những bức ảnh thật đẹp được chụp tại vườn dâu đỏ rực. Và đây là thành quả của bọn mình. Nếu bạn muốn được theo dõi nhiều review về các điểm tham quan du lịch tại Mộc Châu và các dịch vụ du lịch tại Mộc Châu, vui lòng theo dõi kênh để ủng hộ bọn mình nhé.